chúa Kim án tổ chức tháng năm vào ngày 15 tháng riêng âm lịch, tức là ngày 4 tháng 2. Thank you.
Thank you.
đồng đó, bát cơm đầy các bạn, đúng đúng thế. Thật đấy, phải đầy chút, đẹp. Đây, mấy chàng thịt kìa. Mấy chàng thịt nó tí luôn đấy hả? Hiện nay thì các bạn bát cơm đầy nà, mới tới đó. Thôi đi quẩy vội vàng, mở ra cho bác. Thank you.
Thank you.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đại biểu Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hải Ly, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hòa Bình. Đại biểu Huyện Đại biểu Huyện Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban tổ chức Huyện ủy, trưởng vùng 2. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Đinh Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kim Bôi, trực tiếp phụ trách xã Hồng Tiến. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà, trưởng phòng văn hóa huyện Kim Bôi. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội nông dân huyện Kim Bôi. Về dự với buổi lễ, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu còn có các đồng chí trong tổ công tác, các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện, văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, trung tâm văn hóa truyền thanh và truyền hình huyện, đại biểu các xã. Xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã Vĩnh Tiến, Đông Bắc đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu xã Học Tiến, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Nội, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Học Tiến. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Hải, phó bí thư thường trực đảng ủy xã Hồng Tiến. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Toán, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến. Về dự lễ hội đình xin ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí thành viên ban tổ chức, đại diện các cơ quan, trường học, trạm y tế, công an, quân sự, trung tâm học tập cộng đồng, lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, các tổ chức hội đặc thù, lãnh đạo chi ủy, chi bộ, ban quản lý các xóm trên địa bàn xã, nhà tài trợ, sự kiện phong đạp, mạnh bách, xóm trần xã Hợp Tiến, đặc biệt là sự có mặt đông đảo của quần chúng nhân dân và du khách thập phương, một lần nữa đề nghị buổi lễ nhiệt liệt chào mừng. Giờ đẹp đã linh. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Đình Sim Xuân Giáp Thìn năm 2024. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, du khách thập phương cùng toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Chúc lễ hội Đình Sim Xuân Giáp Thìn năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắt đầu bắn thật. Kiểu đi là ông quảnh vừa quảnh hơn ông đấy, ông nó hơn điểm. Có điểm là được rồi. Điểm số 2 8 8 7 6 4 Mình nghe nó bảy trăm.
Phần trình diễn ca phục dân tộc của đơn vị Sóng Tự Tiến đến đây là kết thúc. Xin được kính chúc ban giám khảo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể lễ hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho lễ hội Bình Xuyên năm 2024 thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị ban giám khảo, kính thưa toàn thể bà con nhân dân. Sau đây tôi xin đại diện cho đội thi gói bánh Sóng Xin Hoài xin được thuyết trình về phần thi của đội. Từ xa xưa có câu ca dao, thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu chảm pháo bánh chưng xanh. Vâng, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những người con quê hương Việt Nam dù có ở đâu, đi đâu cũng không bao giờ thiếu món bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền. Bánh chưng không chỉ là một món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, đậm chất dân tộc Việt Nam. Kính thưa các quý vị, vào đời vua Hùng Vương thứ 6, chàng hoàng tử tên là Lang Liêu đã dâng lên vua cha món bánh ăn ngon được làm từ gạo nếp thân thuộc, nhân bên trong là thịt mỡ, hành với đậu xanh được đem gói bằng lá dông cẩn thận rồi đem đi luộc chín. Sau khi vua ăn bánh thấy ngon và nói về ý nghĩa của bánh thì đã đặt tên cho bánh gọi là bánh chưng. Bánh chưng tượng trưng cho sự hoàn hảo của trời và đất, cho những gì ấm áp nhất của lòng người. Và từ đó, vua đã ra lệnh cho dân chúng gói bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền để dâng lên tổ tiên, để tỏ lòng biết ơn và cầu mong tổ tiên phù hộ cho một năm mới no đủ, mùa vụ thuận lợi. Vâng, kính thưa các quý vị, bánh chưng không chỉ là bánh chưng trong dịp Tết cổ truyền của người dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Mường nói riêng, là một món ăn rất quan trọng, là nét đẹp văn hóa ẩm thực cần được gìn giữ và trân trọng. Và trước khi nhường lời, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, ban giám khảo cùng toàn thể bà con nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Tôi xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn phần thi của đội Xóm Xin Hoài. Thank you.
phần trình diễn trang phục dân tộc của đơn vị Sóng Tự Tiến đến đây là kết thúc. Xin được kính chúc ban giám khảo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể lễ hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc.